không thì hai người ngồi đây, con kia đi kiếm chai nước thì bánh mì về cho mẹ ăn tạm rồi. Các con cứ đi ăn đi, con kiếm cho mì ăn đi. Nghỉ ngơi một tí không là hôm qua mẹ mệt đấy, một người nóng gian nó luôn đấy. Cho con gái cả đôi vai thân thò lặng lội sớm mai vai gầy, mẹ già lá sấm xa cây lờ đâu lá dùng tội này gánh sao. Bây giờ sớm thấy mẹ sốt mà. Sớm giờ đi chút ngày bắt nóng đi. Mẹ già lá sấm xa cây lờ đâu lá dùng tội này gánh sao. Mẹ ơi sóng biến ra sao, con sao gánh hết công lao một đời bóng hồng cài áo đúng. Mẹ ơi từ từ nghỉ đã, mà mẹ có khát nước không? Mẹ không khát nước. Thôi cứ đi đi con, bây giờ tìm được chỗ ở thì nghỉ. Nhưng mà mẹ ơi, con thấy cả nhà mình từ hôm qua đến giờ chưa được ngụm nước nào, cũng chẳng nghỉ ngơi gì cả. Con nghĩ như thế này không ổn đâu, nhà mình phải tìm chỗ nghỉ đã. Thôi bây giờ vào trong đây nghỉ ngơi đã mẹ ạ, chứ đi từ với lẫy rồi mẹ đã nghỉ ngơi đâu mà mẹ đang ốm nữa chứ. Này Kiên ông nói đúng đấy, đi từ hôm qua rồi nhá. Vào đây nghỉ ngơi đi, chỗ nào đưa cái này con có sách cho. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, mẹ cứ đi vào đây mẹ nghỉ ngơi. Rồi là bọn con sẽ cố gắng tìm được cái nhà cho mẹ ở. Bây giờ vấn đề chính là phải sức khỏe. Chứ còn bây giờ mẹ với mọi người đi tìm đã thấy được nhà ở đâu. Từ hôm qua mẹ chưa được hộp cơm nào vào trong bụng luôn ấy. Mẹ còn đang sốt nữa chứ, từ hôm qua đến giờ chuyển được mỗi chai nước. Bây giờ cũng có đang sốt đây này. Cứ đi mãi làm sao được mà mẹ ơi. Tôi đi về trong này nghỉ xong rồi, chỗ nào mát thì nghỉ xong rồi, xem các con kiếm cái gì ăn đi. Thôi bọn con có đói đâu, mẹ ấy, mẹ đang bệnh thì quan trọng là mẹ thôi, chứ bọn con thanh niên với cả là bọn con chịu đói được. Để con gái mẹ đừng cắn, giờ khi mẹ mất một bàn gánh ai cho con gánh cả. Vì hôm qua, từ hôm qua giờ con thấy các con ăn cái gì đâu, nước nội cũng chả được uống. Ông chưa ăn cái gì. Bọn con có sức khỏe à? Nhưng bây giờ mẹ đang ốm. Mẹ phải giữ lấy cái sức khỏe của mẹ. Bây giờ mà mẹ ốm ra đây ấy, không có thuốc thang, không có bác sĩ thì chữa bệnh kiểu gì? Đúng không? Không có tiền nữa. Quan trọng nhất là sức khỏe của mình đã mẹ nên là thôi. Gia đình nhà mình đến hoàn cảnh như này rồi thì phải tự vươn lên thôi. Rồi con cố gắng thì con tìm được nhà, rồi lúc đấy là con có chỗ ăn, chỗ ở rồi thì đi làm. Bây giờ không phải ở đâu nhỉ? Toàn cánh đồng thì thôi mà. Xem đi vào đây xem nào. Đi vào đây mẹ ơi, đi vào đây đi. Trong đây nó có mấy cái chỗ để cho mình ngồi cũng được này, nó có nhiều cây ấy. Thế nào nó dập mát mát không? Nhờ kiếm chỗ nào mang mát rồi chị. Cái đồng thôi. Còn tạm đây mình nghỉ mẹ này. Có cái cống này chỗ này. Có cái cống này chỗ này nó trong này nó nát này. Ừ, chỗ đây là nát này. Đây này, cống này nát này. Xem trước nào. Được mà. Ngồi tạm ở chỗ này đi. Thôi, để dìu mẹ xuống, dìu. Anh dùng chỗ này, xuống này cho đỡ trơn. Đấy mẹ mẹ dẫn dìu mẹ xuống. Thôi thì vào ngồi tạm đây cho mát. Nghỉ ở đây là đi tìm nhà sau mẹ. Quan trọng là bây giờ nghỉ ngơi đã. Thư thì đang có bầu, mẹ thì đang ốm. Ôi con gì đây? Dù sức khỏe là quan trọng nhất. Thôi cứ nghỉ đây đi mẹ. Nghỉ đây một thời gian, trong này cũng có tường ấy, nó che chắn cho mẹ con mình cũng đỡ mệt. Ngồi đây tạm đi anh. Cố gắng lên đi mẹ nào. Đây nó một tiếng nữa đấy. Để chồng vợ này ở đây bây giờ không làm sao. Hãy cứ ngồi đây chơi một xuống đi. Ngồi đây đỡ mệt, đang màu gì ngồi đây. Mẹ có đói không? Mẹ đói không? Vì quá yêu em nên anh mang hết duyên.
Mẹ đưa con đi kiếm cái gì cho mẹ ăn. Không đói. Các con đi xem kiếm cái gì ăn đi. Hôm qua hôm nay mẹ đưa con ăn cái gì. Ừ, con, bọn con chịu đói được. Bây giờ mẹ cố gắng lên. Để xem mẹ đói gì không để con đi con mua về cho mẹ ăn. Hôm qua mẹ đã ăn gì đâu. Bây giờ bác phải ăn nhiều vào cho sức khỏe bác ạ. Mẹ một cười là từ hôm qua mẹ đi mẹ đã có cái gì vào bụng đâu mà mẹ bảo mẹ không đói. Mẹ cứ giấu, mẹ cứ phải tiếc tiền nhỉ. Bây giờ thôi, gia đình nhà mình đã như này rồi thì cố gắng vậy chứ biết làm sao. Đấy, Thư thì đang bầu bì, mẹ thì đang ốm. Không thì hai người ngồi đây con kia đi kiếm chai nước hay cái gì cái bánh mì về cho mẹ ăn tạm rồi. Các con cứ đi ăn đi, chồng kiếm cái bánh mì ăn đi. Mẹ cũng nghỉ ngơi một tí không là. Hôm qua mẹ mệt đấy. Một người nóng gian nó luôn đấy. Cho con gái cả đôi vai thân thò lặng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sấm xa cây. Lờ đâu là dùng tội này gánh sao. Mẹ ơi. Bây giờ mẹ sớm thấy mẹ sốt mà. Sớm giờ đi chút ngày bác nóng. Rồi hôm qua mẹ chồng... anh là ốm từ mấy hôm rồi. Thế chồng đi chồng mua ướp nước với cả là xem có cái gì ăn với cả là mua cả cái miếng giải hạ sốt cho mẹ nữa. Bây giờ cho bác ăn lấy sức khỏe anh ạ. Tiền có đâu, chỉ còn tiền đâu. Hôm qua mình đi mình có lấy được cái gì trong nhà mình đi đâu. Hôm qua mình đi người không mà. Bây giờ mình chỉ có tiền. Hãy đi xin tặng, xin ở đâu đi xin người ta vào kêu nhiều khó. Bây giờ mình nhiều khó như thế này rồi thì người ta thương người ta cho, biết đâu người ta cho mình một hai chai nước. Khổ thân như là mẹ. Đúng rồi, sao em ăn uống có gì? Có cái chăn hay có cái gì không? Để tôi kê đầu mẹ em có cái gối nha. Gối gối. Gối gối. Lau cái này như này bẩn đi. Nghe gì mà nghe. Mẹ nằm cái lên gối này. Cứ nằm đi chắc. Mẹ nằm ở đây. Bây giờ không biết tìm được nhà ở đâu cơ. Tìm từ hôm qua đến giờ đã tìm được nhà đâu. Bao nhiêu chuyện mình chưa tìm được. Giờ không biết làm nào. Em làm một hồ chuyện. Sức mắt cho bây giờ chưa tìm được ai thì đây mình ở tại trong cái ống cống này thôi. Nhưng mà ở đây mãi làm sao mà được. Thì trước mắt ở tại chứ sao mà ở mãi cái chỗ này được. Bây giờ biết đi đâu rồi đấy. Bộ đang thang tìm tiếp à. Bây giờ ngồi nghỉ chiếu là anh thổ đi tìm tiếp anh ạ. Chứ bây giờ tìm anh không thấy. Bây giờ mình tìm càng sớm càng tốt để cho mẹ còn cho chỗ để nghỉ ngơi. Chứ để mẹ làm vạ vật như này làm sao mà được. Ở ngoài trời này lắng mưa không có cái gì che. Ốm đau bệnh tật các thứ. Bây giờ đi thì cố gắng thì để đây cho mẹ nghỉ ngơi một tí. Xong rồi chiều đi tìm luôn. Đi tìm. Tiền không có thì mình phải vẫn phải tìm thôi. Mình tìm thế bây giờ đây như nào. Thế mình không khó hỏi gì. Mình tìm để mình xin. Mình có cách. Mình ở người ta. Mình xin người ta là đóng tiền chậm. Mình ở, mình làm, mình kiếm tiền. Mình đóng vào cái tiền nhà đấy. Còn hơn là mình vạ vật ở ngoài đường như này. Bây giờ biết làm sao được. Nó đã như thế này rồi thì cố gắng thôi. Bây giờ cố gắng thôi anh ạ. Chán mẹ nóng lắm chú ạ. Thôi bây giờ Tuấn ra đây ngồi quạt cho mẹ đi để Tuấn ra xem có cái gì ăn. Ăn tạm, kiếm tạm đồ ăn vậy chứ. Chồng đi xong rồi về sớm nhờ. Đi đâu đâu mà về sớm. Đang quả ngoài này, kiếm quả. Nó quả ngoài này. Hát nào cũng mảnh xanh đầy đấy ấy. Quả gì ở đây chẳng có quả gì ăn hết được. Trên đây có cái quả gì? Ở đây trên đây có mấy quả mít đây, quả chuối này tôi cuốn xem có chuối chưa. Anh coi mấy quả mít này chín rồi. Anh coi mấy quả mít này chín rồi. Mít này chín của người ta, mình không dám nào chảy đâu.
không phải của mình đâu mà thấy. Mình xem có quả chuối này nè, mình xin một quả hai quả thôi. Chuối này cứng lắm, nó chưa chín đâu. Chuối này còn xanh. Chuối này, có quả chín rồi, có quả chín này. Đây, 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 đây. Quả chín này. Ui, quả chín này. Ui, ngon. Ui, đây rồi. Đi đi. Có quả chín này mình lấy mình đưa cho bác. Bây giờ đưa bác ăn tạm đi anh ạ. Cho mẹ ăn tạm đấy, cho mẹ nó đấy. Chiều rồi mình tính tiếp anh. Chiều đến trước, ăn tạm quả chuối này nó dạ đấy. Cô mẹ ơi, đưa mẹ lại đây. Đi đủ quả chuối này. Mẹ tìm được quả chuối chín rồi. Con tìm được quả chuối đây. Mẹ ngồi dậy mẹ ăn tạm quả chuối đi. Em bây giờ bác ăn tạm mấy quả chuối này. Con vừa tìm được quả chuối ngoài này, thôi mẹ ăn tạm quả chuối đi cho đỡ đói. Ôi nó bị hổ hết rồi, bị thối hết rồi này. Bị thối hết rồi, nhưng thôi ra là được ăn mấy cái chỗ miếng mà nó chưa bị thối mẹ. Ăn tạm vậy chứ còn chỉ để chiều con cố gắng, chiều con đi mua cơm với cả đi mua cái món khác ngon hơn cho mẹ ăn nhé. Nên mày cứ ăn tạm miếng chuối này để chúng nó dạ, ăn tạm miếng này này. Ăn tạm miếng đấy, mình gan đi. Ngọt mà, ngon mà. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi, chuối này chuối chín tại cây mà. Nhưng cho là chi nó bị nó khét tí thôi, chứ còn ăn bên trong vẫn ngon. Khét không? Tạm cho phải chiều có thì con đi xin xem là chỗ nào nó ấy không. Rồi mẹ con mình tìm được nhà thôi, nên mẹ không phải lo nghĩ gì đâu. Càng lo nghĩ nhiều, càng bệnh tật nhiều, càng giạc người ra. Không sớm thì muộn thì kiểu gì mình cũng tìm được cái chỗ ở mới mà mẹ con mình ở. Thì cả ở cái chỗ nào mà nó có nghèo hay nó không có được như nhà mình, nhưng mà chỉ cần gia đình nhà mình như này thôi là đã thấy vui rồi. Không cần phải là ở nhà đẹp hay là ở chỗ đẹp đâu. Thế thôi bây giờ mẹ cứ bình tĩnh, mẹ không phải no. Đi từ hôm qua đến giờ cũng mệt rồi, cứ mẹ ăn xong miếng chuối đi xong là nằm xuống nghỉ ngơi. Chiều mát mát rồi bốn mẹ con mình đi tìm tiếp. Thì tìm được nhà thì con lúc đấy là con mới yên tâm được mà con đi xin việc làm được. Con làm lúc đấy là con có tiền thì con no cho gia đình mình. Mẹ cứ ấy đi, mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi xong rồi con nghỉ ngơi nữa. Không suy nghĩ gì nữa mẹ ạ. Thôi bây giờ chuyện đã như thế này rồi, mình buồn cũng không giải quyết được cái gì, mà người còn thêm ốm mệt hơn ấy. Đây là cái sâu. Gầy ra cả người ra luôn. Ăn uống mẹ ăn lắm, mẹ ăn vào đi mẹ cứ. Bác cứ ăn nhiều vào bác ạ. Không phải để phần đâu. Bác không ăn là không có sức đâu. Không phải nói cho bọn con tí một con thì kiếm thịt ăn xong. Mẹ sẽ thấy chứ mai ăn cái gì hết luôn ấy. Hôm qua hôm nay mẹ cũng thấy nhau cũng bình thường rồi. Con đi xem bà ăn cái gì đi. Đổ ra đây rồi. Ôi mẹ lo cho mẹ trước đi, chứ con ăn thì con đói con ăn, chứ con phải là con không đói đâu. À con nói phét đâu. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, nghỉ ngơi đi. Con đi ra ngoài này con xem có cái quả gì đúng không? Bây giờ kiếm quả gì nó mới. Có mỗi chuối thôi. Bây giờ ở đây toàn chuối rồi anh. Chuối, chuối, ít thì còn phải ra. Cố gắng chiều nay anh theo anh đi nhặt ít ve chai hay là nhặt ít sắt vụn để anh bán xong là để anh mua cái gì cho mẹ anh ăn. Chứ đi từ hôm qua đến giờ mẹ anh không có cái gì ăn. Bây giờ mà ở đây mãi cũng không được đâu, tại vì ở cái ống cống chỗ này nó nắng nóng lắm mà không có chỗ che mưa che nắng.
sợ chiều nay xem tình hình như nào, đi nhặt nhạnh mấy cái vỏ chai cùng với anh. Đúng rồi. Gì chiều nay em với anh đi nhặt vỏ chai rồi đi bán luôn. Đi bán mấy cái vỏ chai bia với mấy cái đồ lồng nát ấy. Bây giờ kiếm rồi bán, kiếm được nào, đồng nào hai đồng nào. Mấy bì này người ta mua được. Chiều mình nhặt nhạnh mấy cái bì này thì mình bán. Đấy, hoặc là mình đi mình tìm cái gì mình bán, có thể mình bán được mình bán thôi. Trời thì nắng này, bây giờ vẫn phải ở ngoài đồng, ở trong một cái hang, ở trong một cái cống đâu sung sướng gì đâu. Rồi bây giờ phải cố gắng mà. Bây giờ bán được gì bán, cái đồng đồng nào hay không? Bây giờ anh chỉ biết anh ăn ủi bác thôi. Thì bác bây giờ đang ốm, còn vợ thì anh thì đang bầu bì. Khổ ơi là khổ, anh chỉ biết ăn ủi thôi. Lỗi là cũng do anh mà ra. Thôi bây giờ anh đừng trách bản thân nữa, bây giờ mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Được, cũng cho qua thôi anh. Vì anh mà tất cả mọi người ra đông nỗi như thế, anh thật sự anh buồn. Thôi bây giờ không buồn gì cả anh ạ, bây giờ phải cố gắng thôi. Cố gắng tìm nhà ở cho bác ở.